tại trung tâm thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy lớn tại số nhà 24 phố Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Hơn 120 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hải Phòng cùng 16 xe chữa cháy đã được huy động tới hiện trường. Ủy ban nhân dân thành phố cùng công an địa phương đã kịp thời có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh khu vực. Đến 12 giờ, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.